Sáng mùng 3 tháng 2, sau 6 ngày xét xử, thì ông Trịnh Xuân Thanh cùng với 7 bị cáo trong vụ án tham mô tài sản tại Công ty Bất Động Sản Điện Lực Dầu Khí Việt Nam PVP Land được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án, nghỉ nghị án. Và cũng giống phiên tòa trước thì ông Thanh chỉ có nguyện vọng duy nhất là xin được sang Đức để gặp mặt vợ con. Trong khi đó thì người từng là cấp trên của ông Thanh là ông Đinh La Thăng cũng vừa có đơn kháng án sau khi bị tuyên 13 năm tù về tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế. Được cho nói lời cuối cùng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh cảm ơn tất cả những người đã quan tâm tới mình. Ông Thanh trình bày năm ngoái bị thấp khớp rất nặng, có thể bị đột quỵ, đột tử. Do đó ông tiếp tục bày tỏ mong muốn được sang Đức để gần vợ con sau khi kết thúc vụ án. Nếu có chết thì chết trong vòng tay gia đình. Liên quan đến vụ án tham ô, cố ý làm trái xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam, ông Thanh cũng có đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại cho ông về cả trách nhiệm hình sự và dân sự. Trước đó thì cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đinh La Thăng cũng đã gửi đơn kháng cáo vì cho rằng mức phạt 13 năm tù về tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế với mình là quá nghiêm khắc. Ông Thăng đề nghị tòa án cấp cao tại Hà Nội xem xét lại tội danh, hình phạt và mức liên đối bồi thường sao cho phù hợp với bản chất vụ án cũng như đánh giá đúng vai trò trách nhiệm của ông.